Giá lúa gạo hôm nay 9 tháng 5 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng 300 đồng 1 kg với lúa nếp Long An và giảm nhẹ 50, 150 đồng 1 kg với một số loại gạo. Thị trường giao dịch chậm, nguồn gạo còn ít. Giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa các mặt hàng. Trên thị trường lúa, theo cập nhật từ tỉnh An Giang, giá lúa đài thơm 8 duy trì ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg

nàng hoa chính ở mức 7.600, 7.700 đồng 1 kg, lúa nhật giá 7.800, 8.000 đồng 1 kg. Ông 18 ở mức 7.800, 8.000 đồng 1 kg. Riêng nếp Long An khô tăng 300 đồng 1 kg lên mức 9.800, 10.100 đồng 1 kg. Ghi nhận tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang giao dịch chậm, lượng ít. Giá lúa hè thu vững, nhu cầu mua chậm. Tại Đồng Tháp nguồn lúa nối vụ lượng khá. Tại Sóc Trăng, bạc liêu lúa đông xuân còn lượng ít. Trên thị trường gạo hôm nay, giá gạo nguyên liệu các loại tiếp tục xu hướng giảm. Tại An Giang, giá gạo tùy chất lượng, nguồn ít, giao dịch chậm. Cụ thể giá gạo nguyên liệu IR504 ổn định quanh mốc 11.650, 11.700 đồng 1 kg, giảm 50 đồng 1 kg,

tại các chợ lẻ giá gạo cũng không có biến động, hiện giá gạo thường dao động quanh mốc 15.000, 16.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 17.500, 19.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg. Gạo trắng thông dụng 18.000 đồng 1 kg gạo nàng hoa 19.500 đồng 1 kg, gạo sóc thường 18.000, 19.000 đồng, kg, gạo sóc thái giá 18.500 đồng 1 kg, gạo nhật giá 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu 5% tấm hiện ở mức 585 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm ở mức 555 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 470 đô la Mỹ một tấn.